Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm cho lượng bệnh nhi bị viêm đường hô hấp tăng cao. Nhiều bệnh nhi có những diễn biến bệnh nhanh và phức tạp. Phản ánh thực tế này sẽ có trong câu chuyện y tế hôm nay. Hỏi đáp y tế sẽ trả lời những thông tin xoay quanh bệnh viêm tai giữa. Mở đầu chương trình là phần sổ tay y học với những lưu ý về bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em và những loại lá cây chữa côn trùng cắn. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể gây ra dịch lớn. Tại miền Bắc, bệnh thường bùng phát từ tháng 7 đến tháng 11. Sốt xuất huyết ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp bệnh nặng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như sốc, suy hô hấp, tổn thương gan và có thể dẫn đến tử vong. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng khoa Nội nhi Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên với chủ đề những lưu ý chăm sóc khi trẻ bị sốt xuất huyết. Như chúng ta đã biết là sốt xuất huyết ấy, nó là một bệnh truyền nhiễm thành dịch do virus đang gây ra. Và biểu hiện của bệnh đó là sốt kèm theo xuất huyết. Đấy, thì xuất huyết này có thể mức độ nhẹ là xuất huyết dưới da, dạng chấm, dạng nốt hoặc là xuất huyết niêm mạc hoặc thậm chí nặng là xuất huyết nội tạng. Do đó để phân biệt bệnh sốt xuất huyết với các bệnh khác ấy, thì người ta sẽ dựa vào những cái đặc điểm của xuất huyết. Giai đoạn đầu sốt xuất huyết và sốt trong các bệnh khác cũng không có gì khác biệt vì bản chất nó là sốt do virus. Cũng có những trường hợp có đa phần các bạn sẽ sốt cao, có thể có rét run, đau mỏi cơ khớp này, rồi nhức hai hố mắt. Đấy, những cái trường hợp mà người lớn. Còn phân biệt là dựa vào những cái xuất huyết trong các bệnh lý khác thì thường sẽ không có xuất huyết xảy ra, nhưng đối với sốt xuất huyết thì sau sốt khoảng 2-3 ngày thì sẽ có những cái dạng xuất huyết xảy ra đối với trẻ, thì có thể xuất huyết dưới dạng dưới da hoặc là xuất huyết nội tạng hoặc là xuất huyết niêm mạc. Mình có thể dựa vào đặc điểm xuất huyết để mình phân biệt giữa các bệnh sốt xuất huyết và các bệnh sốt khác. Trong cái biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết thì bệnh nhân cũng có sốt, cái sốt rất là cao, có thể đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, kèm theo là những cái biểu hiện của nhiễm virus là đau mỏi cơ khớp hoặc là nôn chớ hoặc là mệt mỏi, ăn kém. Sốt xuất huyết nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì có thể xảy ra tình trạng sốc hoặc phù phổi cấp, những cái bệnh lý có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Sốt xuất huyết thì nó là do muỗi Aedes aegypti gây ra. Bệnh diễn biến có thể quanh năm nhưng mà chủ yếu tập trung vào các mùa mà muỗi phát triển, đặc biệt là những mùa mưa. Do đó là khi mà các trẻ bị sốt kèm theo xuất huyết mà nghi ngờ sốt xuất huyết ấy, thì các mẹ không nên tự ý mua thuốc cho con, phải cho con đi khám tại các cơ sở y tế. Và đặc biệt trong cái điều trị hạ sốt trong sốt xuất huyết, người ta không có chỉ định dùng hạ sốt ibuprofen hoặc là aspirin. Đấy, do đó là người ta chỉ được phép dùng hạ sốt là paracetamol. Thì trong cái vấn đề điều trị hạ sốt thì các mẹ cũng cần lưu ý là chỉ dùng hạ sốt đơn thuần paracetamol để điều trị cho các bé. Bệnh sốt xuất huyết thì có cái hiện tượng là giảm tiểu cầu và có thể gây ra biến chứng rối loạn đông máu. Do đó khi mà chúng ta sử dụng những cái chế phẩm ibuprofen hoặc aspirin, nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ tập trung tiểu cầu, ảnh hưởng đến số lượng tiểu cầu, do đó rất là nguy hiểm, có thể gây tình trạng xuất huyết nặng lên trên lâm sàng. Do đó là không dùng cái thuốc thành phần là ibuprofen hoặc là aspirin để chúng ta điều trị sốt trong trường hợp sốt xuất huyết. Trong cái điều trị sốt xuất huyết cũng khuyến cáo các mẹ cũng không nên tự ý cho con đi truyền dịch. Bởi vì trong điều trị sốt xuất huyết nó có giai đoạn là tái hấp thu dịch sau khi mà trẻ hết sốt thì có hiện tái hấp thu dịch. Nếu chúng ta truyền dịch cho trẻ mà không đúng chỉ định thì có thể dẫn đến phù phổi cấp và gây biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Sốt xuất huyết thì đa phần mức độ nhẹ thì vẫn điều trị ở nhà, chỉ có một số trường hợp mà trẻ nặng có những cái dấu hiệu nặng, ví dụ như là sốt cao, khó hạ, hai là nôn chớ, quấy khóc kích thích hoặc là bỏ bú ly bì thì chúng ta mới cần phải nhập viện. Do đó khi các bà mẹ chăm sóc trẻ sốt xuất huyết ấy, thì về chăm sóc thì cũng giống như các bệnh lý khác thôi. Chúng ta cũng thứ nhất là dùng hạ sốt cho trẻ bằng paracetamol nếu mà trẻ sốt 38 một năm trở lên. Thứ hai nữa là chế độ dinh dưỡng, cho ăn uống đầy đủ, cho trẻ uống thêm nhiều nước và đặc biệt là ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước trái cây để làm tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Và theo dõi những cái dấu hiệu nguy hiểm của trẻ.
Khi bị côn trùng tấn công, tùy mức độ tổn thương sẽ có những cách xử lý khác nhau. Tuy nhiên, nếu can thiệp sớm sẽ hạn chế được những biến chứng xấu, đôi khi là nguy hiểm đến tính mạng do nọc độc của côn trùng gây ra. Trong chương trình hôm nay, Lương y Vũ Thị Kim Oanh, hội viên Hội Đông y thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cách sử dụng cây lá rễ kiếm có thể điều trị côn trùng cắn như kiến, ong hay muỗi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các quý vị và các bạn một cái thuốc trồng tại nhà. Cây nhà nó vườn để điều trị bệnh, để các bạn tham khảo và ứng dụng. Đó là cây húng chanh. Cây húng chanh có tên, nhiều tên gọi, tên là rau thơm nông, rau tần, tần dày lông, dương tử tô. Tác dụng của cây húng chanh: lợi khế, tiêu đờm, trừ ho, giải cảm, tiêu độc. Có thể ta dùng lá húng chanh để trị các cái chứng như là muỗi đốt, kiến đốt, ong đốt và bọ cạp cắn. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một số bài thuốc để điều trị từ cái húng chanh. Khi ta bị kiến đốt này, thì ong đốt này, cái bọ cạp cắn này, thì ta dùng cái lá húng chanh tươi. Tùy theo mức độ đốt nhiều hay ít, ta rửa sạch, ta giã nát, lấy lá, ta đắp vào để ta trị. Thế sau một ít ngày sau nó sẽ khỏi ngay. Thì cả ta bôi vào một lúc là thấy dịu luôn. Trong các trường hợp đấy thì dùng tươi. Viêm tai giữa cấp tính là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh tiến triển nhanh, nếu không theo dõi và điều trị kịp thời có thể gây ra một số biến chứng ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng nghe của trẻ. Sau đây, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Học, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Viêm tai giữa cấp ở trẻ em là tình trạng nhiễm trùng cấp tính xảy ra ở niêm mạc của hòm nhĩ, vòi nhĩ, tai giữa, và bệnh cảnh thường diễn biến trong vòng 3 tuần. Bệnh thường hay xảy ra ở trẻ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi. Nguyên nhân gây ra viêm tai giữa ở trẻ em thường rất phức tạp, thường xảy ra sau những nhiễm trùng kế cận của vùng mũi họng như viêm mũi họng và đặc biệt là viêm VA ở trẻ em, với các tác nhân gây bệnh đa dạng như phế cầu, liên cầu, thậm chí đã có những cái trực khuẩn gram âm. Biểu hiện là trẻ sẽ rất là mệt mỏi, sốt và có thể là cuối khóc, bỏ ăn. Và cái biểu hiện để chúng ta dễ nhận biết nhất đó là tình trạng đau tai, ù tai và nghe kém. Trẻ có thể vò đầu, bứt tai. Có một số trẻ còn nằm nghiêng về bên không bị bệnh để tránh động vào tai, vì nếu động vào thì sẽ bị đau. Điều trị viêm tai giữa cấp ở trẻ em hiện nay thì tương đối là phức tạp. Chúng ta không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà vì sẽ dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh. Khi trẻ được đưa đến với bác sĩ lâm sàng như chúng tôi thì chúng tôi sẽ tùy vào từng giai đoạn, từng tình trạng để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Ở những giai đoạn đầu mà bệnh cảnh không có dấu hiệu nhiễm trùng thì chúng tôi chỉ cần điều trị tại chỗ bằng những biện pháp điều trị như nhỏ mũi và nâng cao thể trạng cho trẻ về điều trị các triệu chứng là có thể ổn. Tuy nhiên, khi có bằng chứng nhiễm trùng rõ ràng thì vấn đề sử dụng kháng sinh hợp lý, đúng loại, được đúng chỉ định và đúng liều lượng là được cần thiết. Và khi mà có dấu hiệu nhiễm trùng ứ mủ trong hòm tai thì chúng tôi cần phải trích rạch và dẫn lưu mục. Chúng tôi đã gặp những trường hợp điều trị tự ý điều trị ở giai đoạn trẻ bị vỡ mủ, chảy mủ tai. Thay vì dẫn lưu mủ thì một số ông bố bà mẹ lại cho con đi đổ các loại thuốc vào tai. Trong đó tôi có thể gặp như là đổ cả cái sáp nến vào tai để cho bịt cái lỗ thủng và thấy rằng không chảy mủ ra, tưởng rằng như thế là khỏi nhưng không phải. Như thế sẽ làm ứ mủ trong hòm tai và dẫn đến các biến chứng nặng như viêm xương trụng cấp. Để giảm các nguy cơ mắc viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ
Thì ngoài cái việc tăng cường sức đề kháng của trẻ bằng cách cho trẻ ăn uống đầy đủ thì còn phải tránh cái môi trường ô nhiễm và đặc biệt là khói thuốc lá. Vì khói thuốc lá có cái chất nicotine trong thuốc lá sẽ làm ảnh hưởng đáng kể và gây suy giảm miễn dịch và suy giảm cái sức đề kháng cái niêm mạc đường hô hấp trên của trẻ nhỏ, khiến cho trẻ nhỏ hay bị mắc các bệnh về mũi họng và dẫn đến viêm tai giữa. Khi trẻ bị viêm tai giữa nhất thiết phải được quản lý và điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng hoặc là bác sĩ chuyên khoa nhi để cho có phác đồ điều trị phù hợp và tránh cái tình trạng kháng thuốc và nhận thuốc. Ngày gần đây, số trẻ em nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp tại bệnh viện tăng cao, trong đó có những trẻ bị viêm phổi nặng. Ghi nhận của phóng viên Cuộc Sống Khỏe tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên nhiều ngày gần đây luôn trong tình trạng quá tải. Gần 100 bệnh nhi đang điều trị tại khoa, đa phần các cháu đều bị bệnh về đường hô hấp. Chị Đỗ Thanh Thu ở thành phố Hưng Yên có con mới sinh được 2 tháng tuổi. Lúc đầu bé ho ít, sau thấy bé thở mệt, khó thở, gia đình cho bé vào bệnh viện thăm khám. Nhà tôi thì hôm đầu tiên thì là thấy cháu bị khò khè. Thế là hôm sau, sáng sau đi khám thì các bác sĩ bảo là bị phổi và cháu thở hơi kém, nên là tôi cho vào viện, cháu vào viện khám. Thì là cháu vào đây được 3 ngày rồi. Con nhà tôi phải thở máy suốt từ hôm vào đây đến giờ ạ. Tương tự như chị Thu, chị Thùy, mẹ của bé Nguyễn Minh Quân 2 tháng tuổi, hay chị Diệp, mẹ của bé Trần Diệp Anh 23 tháng tuổi, đã rất lo lắng khi thấy con ho mấy ngày không khỏi. Dù gia đình đã cẩn thận cho đi khám và uống thuốc, kết quả là khi vào viện các cháu đều đã bị viêm phổi, đều phải thở oxy cấp cứu. Con tôi vào viện đã được 10 ngày, triệu chứng của cháu là bị viêm phổi nặng, và lúc vào viện là thở rít, khó khư. Ở nhà thì đã cho đi khám và uống thuốc kháng sinh rồi nhưng mà vẫn không khỏi. Cháu ở nhà đã ho được một thời gian rồi, uống thuốc cũng không thấy đỡ. Thế là đi vào khám thì bác sĩ bảo là đã có sự viêm phổi và cái niêm mạc phổi đã bị tổn thương ấy. Thế bác sĩ bảo tôi cần phải vào viện để điều trị. Thì cháu điều trị hôm nay đã sang ngày từ hơn ngày thứ 10 rồi. Thì cũng có sự tình trạng là cháu cũng đã giảm ho, mà chỉ có thỉnh thoảng ho là để đờm thôi. Thời tiết nắng nôi như này chắc các cháu ho sốt như này, bé sốt ruột. Đấy cũng lo. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Năm, phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, hiện nay trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận và điều trị cho khoảng gần 100 bệnh nhi, chủ yếu các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm hô hấp trên, viêm phổi, hen, viêm phế quản. Đa phần trẻ bị thường là trẻ sơ sinh cho đến 2 tuổi, trong đó nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng phải được hỗ trợ thở oxy. Lượng bệnh nhân vào viện thì tăng so cả các cùng kỳ mà hàng năm khoảng gấp 3 lần. Đấy, nhưng các cái bệnh chủ yếu là các cái bệnh đường hô hấp dưới, viêm tiểu phế quản hay là viêm phổi. Đấy thì hiện tại thì chiếm đến 95% lượng bệnh nhân đang điều trị ở trong khoa. Bệnh chủ yếu do cái virus RSV gây tình trạng viêm đường hô hấp, bệnh gây nặng chủ yếu ở các cái trẻ dưới 3 tháng. Thì bệnh diễn biến tương đối là nhanh, trong vòng 2-3 ngày. Đấy thì trẻ hoàn toàn có thể diễn biến nặng, khó thở hay là suy hấp, đấy sốt co giật. Đấy thì ở trẻ dưới 3 tháng thì các bậc cha mẹ nên chú ý các cái biểu hiện nặng của trẻ, tránh cho trẻ tiếp xúc với cả các cái trẻ khác đã được chuẩn đoán là viêm đường hô hấp do virus, đặc biệt là RSV. Đấy, và thứ hai là mình phát hiện trẻ bị bệnh sớm và mình đều có cái điều trị phù hợp thì để tránh các cái biến chứng như bội nhiễm gây viêm phổi suy hấp. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã tạm thời được kiểm soát, nhưng phụ huynh vẫn nên duy trì thói quen đeo khẩu trang cho trẻ. Bởi ngoài tác dụng phòng dịch bệnh COVID-19, việc đeo khẩu trang cũng có lợi ích phòng ngừa các bệnh lý hô hấp khác. Về biện pháp phòng bệnh lâu dài, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ để tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng đủ chất, ăn chín uống sôi. Đồ ăn được chế biến phải đảm bảo vệ sinh, tránh ăn các đồ lạnh, không nên cho trẻ uống nước đá. Ngoài ra nên bổ sung vitamin cho trẻ, cho trẻ uống đủ nước. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần cho bú sữa mẹ hoàn toàn để tăng cường hệ miễn dịch. Chương trình Cuộc Sống Khỏe xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.